Sau một ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, vào lúc 16 giờ chiều ngày 26 tháng 5, ca bệnh tay chân miệng của bệnh nhân Đỗ Quốc Hưng, 22 tháng tuổi, trú tại thôn Đông Hà, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, đã có những tiến triển khả quan như tỉnh táo, hạ sốt và bớt giật mình. Theo người nhà bệnh nhân, sau khi khám và uống thuốc theo đơn tại một phòng khám tư nhân ở thành phố Đà Lạt, nhưng không có dấu hiệu bất bệnh. Ngày 24 tháng 5, gia đình cho cháu nhập viện tại phòng khám đa khoa thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà. Đến ngày 26 tháng 5, cháu được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để điều trị với chẩn đoán mắc bệnh tay chân miệng độ 2A, có dấu hiệu hốt hoảng, nhịp tim nhanh, sốt cao, giật mình. Sau khi nhập viện, bệnh nhân đã được điều trị bằng cách uống thuốc hạ sốt, kháng sinh an thần và truyền biệt dược điều trị tay chân miệng Gamma IV. Trong quá trình theo dõi thì nó chuyển biến cái độ 2 rất là nhanh, 2B rất là nhanh, cho nên chúng tôi phải sử dụng trên trường hợp những trường hợp dùng gamma globin miễn dịch để ngăn ngừa những biến chứng thần kinh này. Sau khi chuyển dịch thì từ cái triệu chứng của độ 2B, tình hình diễn biến nói chung là tương đối về nhịp mạch thì nó có xuống từ 150 đến 160, cũng như nhiệt độ nên nó xuống chỉ còn 38 độ, và tình hình dịch mình thì nó cũng cải thiện hơn. Thì là tình hình hiện nay chúng tôi tiếp tục theo dõi và có thể là có những khả quan hơn. Như vậy, từ đầu tháng 4 năm 2015, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có phát hiện gần 30 trẻ em mắc bệnh tay chân miệng, giảm 23 trường hợp so với tháng trước và giảm 161 trường hợp so với cùng kỳ. Tuy nhiên, có một trường hợp tử vong do tay chân miệng. Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh tay chân miệng hiện nay xảy ra 4 mùa trong năm và chưa có vaccine phòng bệnh. Do vậy, việc chủ động phòng chống bệnh và thực hiện các bước trong vệ sinh ăn uống, vệ sinh môi trường hết sức cần thiết.